tối hay là tôi bom kèo. Xin chào tất cả thầy cô, xin chào tất cả các bạn. Mình xin tự giới thiệu, tên mình là Bùi Thị Thành. Hiện tại mình đang là sinh viên năm nhất lớp FP khóa K2 của Đại học KDX. Mã số sinh viên của mình là CUV020HP16. Và chủ đề về môn học của mình hôm nay đó chính là về môn quản lý thời gian, time management. Thì cái bài tập ngày hôm nay của mình đó chính là lập một cái thời gian biểu về những cái ngày diễn ra trong một tuần tiếp theo. Và hôm nay là ngày thứ 5, ngày 10 tháng 9. Và cái thời gian biểu của mình mà mình lập ra đó sẽ là bắt đầu từ ngày mai, ngày thứ 6, 11 tháng 9 đến thứ 5 tuần sau. Đó chính là ngày 17 tháng 9, 17, 18 tháng 9 đấy. Và mình sẽ cố gắng, khi mà mình đã lập ra một cái thời gian biểu như thế này, thì mình sẽ cố gắng hết sức có thể để có thể thực hiện được theo những cái gì mà mình đã ghi trong cái thời gian biểu đó. Tất nhiên là cũng có những cái trường hợp mà bất khả kháng chẳng hạn, thì có thể là mình sẽ có một số trường hợp nào đấy mình không thể thực hiện được. Và mình, cái mục tiêu của mình đó chính là thực hiện được khoảng 80% được lên cái thời gian biểu này. Như thế là mình cũng đã cảm thấy rất ok trong một tuần tiếp theo rồi. Và ngay bây giờ thì mình sẽ chia sẻ về cái thời gian biểu của mình trong một tuần tới, từ thứ 6 ngày 11 tháng 9 đến thứ 5 ngày 17 tháng 9. Thì thứ nhất là về cái mình muốn nói về cái sự đồng nhất của tất cả những ngày này, đó là mình có hai khoảng thời gian đồng nhất giống nhau, đó chính là khoảng thời gian từ 5 giờ sáng đến 6 giờ sáng. Thì tất cả các ngày trong tuần mình sẽ cố gắng dạy trong khoảng thời gian này. Và có thể là mình sẽ dạy tập thể dục và chạy bộ ở quanh hồ chẳng hạn. Thì từ thứ 6 đến thứ 5 tuần sau mình sẽ cố gắng dạy trong khoảng thời gian này và tập thể dục giống nhau. Và cái khoảng thời gian thứ 2 mà có sự đồng nhất giữa các ngày trong tuần đó chính là cái thời gian đi ngủ của mình, đó là 23 giờ. Tất cả các ngày mình sẽ cố gắng thực hiện được hai cái khoảng thời gian này giống nhau. Và trong những cái ngày, có những cái ngày thì có sự khác nhau về cái lịch trình của mình, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ luôn. Thì về cái thứ ngày mai, đó là thứ 6, thứ 7 và chủ nhật, thì mình sẽ có một cái buổi đi cùng với lớp của mình, đi cùng với một số bạn ở khóa trên, và đi cùng với các thầy cô có một cái buổi đi picnic đến Chùa Hương. Và tại vì là mình chưa đi cái buổi này bao giờ, thử thách qua cái buổi này bao giờ, nên là mình cũng không biết được cái lịch trình cụ thể nó sẽ là như thế nào. Và vì thế cái thời gian biểu của ba cái ngày này có lẽ là mình sẽ để trống, và khi mà mình có một cái lịch trình cụ thể thì mình sẽ bổ sung vào sau. Và tiếp theo thì cái thời gian biểu tiếp theo của mình đó là sẽ bắt đầu từ vào thứ 2 tuần sau, đó là tầm khoảng vào ngày 14 thì đấy, 14 tháng 9 đấy, đến thứ 5. Và tất nhiên rồi, thứ 2, thứ 3, thứ 4 và thứ 5 thì 5 giờ sáng đến 6 giờ sáng mình sẽ cố gắng dậy để chạy bộ, chạy vòng quanh hồ. Tiếp theo thì vào sáng thứ 2, và vào sáng thứ 2 mà sau khi mình đã chạy bộ xong, tức là từ khoảng thời gian từ 5 giờ đến 6 giờ, thì mình sẽ về phòng của mình và có thể là thực hiện vệ sinh cá nhân, đánh răng, rửa mặt, rồi ăn uống. Đến gần 7 giờ thì mình sẽ đến trường. Và cái thứ 2, thứ 3, thứ 4 và thứ 5 của mình, từ 7 giờ đến 11 giờ 30 là mình sẽ dành cái thời gian đấy để cho hai cái tiết học ở trên lớp, 7 giờ đến 11 giờ 30. Và sau đó, sau khi học xong thì mình sẽ trở về phòng, trở về nhà. Mình sẽ tính là từ khoảng 11 giờ 45 phút đến 13 giờ đi. Và trong khoảng thời gian đấy thì mình sẽ về, có thể là mình chuẩn bị bài học về nấu cơm, rồi ăn uống các thứ. Đến 13 giờ là mình hết cái buổi sáng. Và cái buổi sáng tức là mình sẽ phân chia làm 3 buổi, đó là buổi sáng, buổi chiều và buổi tối. Và đến cái mình, đối với mình thì đến cái 13
3 giờ thì đã sẽ là hết hết cái buổi sáng của ngày thứ hai rồi, và buổi ngày thứ ba của mình thì cũng như thế, thứ ba, thứ tư, thứ năm, cái buổi sáng của mình sẽ tương đối là giống nhau, bởi vì hiện tại thì mình đang hầu hết là full cái thời gian học ở trên lớp đều từ 7 giờ đến 1:30, và sau đó thì về nhà vệ sinh cá nhân, ăn uống đến 13 giờ là hết buổi sáng, hết buổi sáng của 4 ngày luôn, thứ hai đến 3, thứ tư và thứ năm. À, tiếp theo là đến buổi chiều, thì buổi chiều thứ hai đó là chính là đối với mình là nó sẽ bắt đầu từ 13 giờ đấy, thì mình sẽ dành ra khoảng 30 phút để ngủ trưa, mình từ 13 giờ đến 13:30 ngủ trưa, và cái thời gian ngủ trưa này nó cũng sẽ giống hết 4 ngày còn lại, thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm, mình sẽ dành 30 phút để ngủ trưa từ 13 giờ đến 13:30, và sau đó từ 13:30 đến 14:30 thì mình sẽ thức dậy, và có thể là mình sẽ dành một chút thời gian để nghịch điện thoại, và trong các khoảng thời gian đấy mình sẽ có thể là sẽ đọc sách chẳng hạn, từ 13:30 đến 14:30. Và cái ngày thứ hai thì sau đó thì sau khi mà đọc sách đến 14:30 chẳng hạn thì mình sẽ đến lớp và làm bài tập ở trên lớp, làm những cái bài tập mà buổi sáng mà mình đã có những cái bài tập ở nhà đấy, thì mình sẽ đến lớp làm cho nó yên tĩnh và cho nó dễ dàng hơn, thì mình sẽ làm từ 14:30 và đến 17 giờ đó, mình sẽ làm bài tập, nhưng mà mình sẽ đến lớp để làm bài tập. Và tiếp theo đó là chính là từ 17:30 và đến 16:30 thì mình có một cái môn học nữa, đó chính là một cái môn thể dục, và môn thể dục này cũng sẽ là một cái môn chạy bộ vòng quanh hồ, 6 vòng quanh hồ thế, sẽ là từ 17:30 đến 17:30 đến 18:30, và đến 18:30 sẽ hết cái lịch trình buổi chiều của mình. Rồi thứ hai và thứ ba thì cũng như thế, sau khi mà mình đọc sách xong đấy, tức là 14:30 14:30 đấy, thì mình sẽ cũng sẽ đến lớp học và làm bài tập. Rồi tại vì thứ ba thì mình không có cái môn thể dục, thì mình sẽ mình không có môn thể dục, không có môn chạy bộ, thì mình sẽ từ 17 giờ đến 18 giờ mình sẽ tự chạy thôi, cái này gọi là tự giác tự phát đấy, chứ không phải là môn học ở trên lớp, thì mình cũng vẫn sẽ chạy bộ như bình thường, dành một tiếng ra để chạy bộ từ 17 giờ đến 18 giờ, và đến mức đó thì sẽ hết cái khung giờ chiều của mình ngày thứ ba. Đến ngày thứ tư thì mình có một cái môn gọi là môn dance sport, thì cái môn dance sport này nó sẽ diễn ra từ 15 giờ đến 16:30 thì mình sẽ lên lớp và học cái môn này. Sau đó thì đến 17 giờ mình thì vào đến từ 17 giờ đến 18 giờ thì mình sẽ chạy bộ như hôm kia thôi, sẽ chạy bộ và hết cái thời gian biểu buổi chiều của mình. Đến ngày thứ 6 thì mình sẽ dành từ 13:30 và đến 14 giờ, chứ không phải là 14:30 nữa như bạn hôm kia nữa, mà mình sẽ dành đến 14 giờ để đọc sách và nghe điện thoại. Và sau đó thì từ 14 giờ đến 17 giờ mình sẽ lên lớp làm bài tập, có thể là học thêm những cái môn phụ hoặc là trau dồi cái kỹ năng của mình, ví dụ như kỹ năng tiếng Anh chẳng hạn, mình sẽ trau dồi thêm, làm cái bài tập thêm của mình. Và tiếp theo đó chính là từ 17:30 đến 18:30 thì ngày thứ năm mình sẽ lại có một môn thể dục tiếp, đó là chạy bộ, thì một tiếng này mình sẽ có một tiết học ở trên lớp chạy bộ, và đó là cái lịch trình thời gian buổi chiều của mình từ thứ hai đến thứ năm. Và tiếp theo đó chính là buổi tối thì cái khoảng thời gian từ 18:30 và đến 19:30 của những cái ngày còn lại từ thứ hai đến thứ năm thì nó sẽ giống nhau, đó là mình sau khi mà mình chạy bộ rồi thì mình sẽ về nhà tắm rửa rồi vệ sinh cá nhân này, và có thể là ăn uống nghỉ ngơi một chút đến 7:30, và sau khi mà nghỉ ngơi đến 7:30 thì sau đó mình sẽ tiếp tục học, làm bài tập trên lớp, làm quay video, làm những bài tiểu luận gì đó, là mình sẽ học đến 22 giờ, và 4 ngày còn lại mình cũng sẽ đều như thế, tức là sau khi mà ăn uống một nghỉ đến 7:30 mình sẽ học đến 22 giờ. Tiếp theo từ khoảng thời gian 22 giờ đến 23 giờ thì mình có thể sẽ đọc sách và có thể ngồi nghịch điện thoại một chút đến 23 giờ, và
2 3 giờ là mình sẽ đi ngủ. Và đó là lịch trình toàn bộ cái 3 cái buổi sáng, chiều và tối từ 2 đến thứ 5 của mình.